Thưa quý vị, sáng nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội, về phía Trung ương có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng 246 đại biểu đại diện cho lực lượng cựu chiến binh trên toàn thành phố Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh thành phố đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương. Vận động hơn 5.500 cán bộ hội viên tham gia trong cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, những quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các cấp hội đã vận động thành lập 6 câu lạc bộ doanh nghiệp, xây dựng 57 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 89 cơ sở sản xuất kinh doanh, 6 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 42 trang trại, gia trại, hơn 900 hộ kinh doanh dịch vụ của cựu chiến binh. Qua đó giải quyết việc làm cho hơn 4.300 lao động, góp phần xóa 466 hộ cựu chiến binh nghèo, giảm hơn 380 hộ cận nghèo, tăng hộ cựu chiến binh có đời sống khá giàu từ 52,68% lên 64,52%. Cạnh đó, hội cũng vận động xây dựng mới 330 căn nhà, sửa chữa 990 căn nhà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng, huy động gần 14 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hội viên cựu chiến binh và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong phòng chống dịch. Phối hợp với thành đoàn tổ chức hàng trăm buổi thông tin thời sự, nói chuyện truyền thống, hành quân về quần, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thắp nén tri ân, tìm về địa chỉ đỏ, giáo dục cảm hóa trên 400 thanh thiếu niên và vận động được 5.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố được tặng thưởng 10 cờ thi đua, 247 bằng khen tập thể, 361 bằng khen cá nhân của Chính phủ, Trung ương Hội, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố và gần 3.500 cán bộ hội viên được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ 7 đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội cao cấp gương mẫu tiêu biểu, thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế của Trung ương địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.